Đồ gỗ Phạm Gia xin giới thiệu đến quý vị chiếc kệ ngăn phòng hàng đặt của anh Sơn đến từ thành phố Thái Bình. Đây là một mẫu kệ ngăn phòng được làm từ chất liệu gỗ hương đá, về kích thước chiều dài là dài 2m2 và chiều cao là 2m4. Quý vị tham khảo. Cái mẫu kệ TV này toàn bộ được làm từ chất liệu là gỗ hương đá này. Bên này làm đẹp từ trong ra ngoài, khẳng định chất lượng luôn. Làm là mộng mạng, đầy đủ. Đây, cụ thể nhé. Đây, quý vị có thấy tất cả các cái này bộ này, mộng mạng đầy đủ này. Đây, ghép mộng nhé, có nhân đàng hoàng, tất cả đều là toàn nhân hết. Đó. Đây, nó không phải hàng cắt cụt bắn đinh, như hàng chợ, hàng rẻ. Còn đây là hàng cao cấp, đấy, được làm từ chất liệu là gỗ hương đá, hàng chọn gỗ lựa vân luôn. Ở bên dưới là có 5 ô tổ, có 5 cái cánh khoang để đồ, rất là tiện. Đây, đây, em sẽ mở ra để các bác chiêm ngưỡng luôn. Đây, làm đẹp trong ngoài như nhau nhá, làm rất là đẹp. Đây, phía trên này thì làm các cái đợt để đồ. Đây, tất cả các phía trên này là đợt để đồ luôn. Đây, tại thì thời tiết trời đang mưa, em đang để ngoài trời. Đặc biệt là mặt đằng sau bên em cũng làm đẹp nhưng mà đằng trước luôn. Đây, một chiếc kệ rất là đặc biệt, làm đẹp hai mặt hết. Đây, mẫu kệ này, kệ ngăn phòng, quý vị có thấy những tấm ván không? Đây, những tấm ván này bên em lọc lựa là những tấm ván là toàn là hàng tuyển vân luôn, đẹp từ dưới lên trên. Đây là một mẫu kệ ngăn phòng rất đặc biệt, mang thương hiệu đồ gỗ Phạm Gia. Mặt bên này, ván dày, xương dày. Các bác nào yêu thích những cái sản phẩm hàng cao cấp được làm từ gỗ tự nhiên, làm kệ ngăn phòng hoặc bàn ghế phòng khách thì có thể đến trực tiếp xưởng đồ gỗ Phạm Gia để tham khảo, hoặc liên hệ trực tiếp với xưởng để được đội ngũ tư vấn của xưởng sẽ hỗ trợ trực tiếp. Sản phẩm này thì được xưởng chia sẻ trên website đồ gỗ Phạm Gia .com cũng như là xưởng đồ gỗ Gia Gốc .com. Nếu anh chị em quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở để tham khảo.